chết chuột hết. Thì cái khu vực này là phát hiện một cái dải sáp là bự khoảng 1,5 kg trở lên, là đào hết ráo banh vào đây luôn mà bắt không có được. Nay gài hai cái bẫy lột da mà tùm lum luôn. lập da tùm lum ở khúc này luôn, là bẫy mà giờ không có dính. Cái này phát hiện cái da giống thì mình không có đi hiền quý quy rồi để cục phân hay vậy. Vâng. Trời ơi Toàn là lông chuột không luôn. nè, con chuột không anh em, phân sáp hả? Ừ, sáp. Toàn là Nè đây mà, lông chuột không. ê, cái này mới này hay vậy? Mới này mấy mấy bữa đó lông chuột không. Nè lông chuột nè, này mới bay mấy bữa nè, trong khi nó có nó quay về đó, nó quay lại trở lại đó, không có hang nó đi nè. Giờ mình sẽ tìm khúc ở đó mới được nha. Tìm cái khúc này. Này anh em, khúc này chỗ hai bữa trước anh Trận anh ra anh thăm cái chỗ lỗ vừa trồng voi vậy nè mà nó không có vô cái bẫy, khôn thiệt chứ. Là khả năng anh nói là hai con trong đây nó đi ra hết ráo luôn rồi. Cái chỗ vừa cái nào anh Trận? Chỗ lộn nè. Đó, nó lộn nào vô đào không được đó. Nó trộn lỗ vừa đó là cái kỳ trước hoặc một tuần trước nữa. Rồi mình đào từ ngay đó, đào quăng qua gần cái giữa lộ luôn cho đó, mình sợ sập rừng ranh mấy anh em mình không có đào. Rồi qua đặt bẫy là 3 ngày hôm sau đi ra thăm. Thăm đợt đầu không có, qua thăm đợt thứ hai nó trổ luôn vừa trồng quay bằng cái cán giá này đó. Mình không có vô bẫy. Bữa nay mình sẽ đi lại cái khu vực này, mình đi hơi hơi với cái khu vực ở sáp con kỳ rồi á. Kỳ rồi để mình tìm kiếm, thì khu này có sáp nhiều. Cái đó mấy anh em mình tập trung những cái khu có sáp với dạnh nhiều. Có cái bà nhà suối rồi mà kỳ rồi. Nó trổ lỗ vừa ở trên xuống mà ở bên hông chuột đồng tưởng nó còn chuột bỏ và ra hai bữa sau lỗ ra hết nó. Con sáp này nó quay lại cái khu vực này mấy mấy bữa trước anh em mình đào nè, hồi tuần trước nó quay lại nó quay lại nó đẩy một phần trà bá luôn, còn lông chuột mới chẹo ạ. Kiếm kỹ ngon quá, mới ngon quá mà bắt không được mình tức nha, giống như mình những câu cửa miệng nha. Anh em mình có xem video thông cảm nha, chứ không phải là cố tình. Ở đây tin tiếp anh em quay là hạn chế dữ lắm rồi. À, cái lỗ vui nữa mé nha anh em, coi giống nó sạch mé này, nó có đi. Trời ơi dấu con rắn nó đi. Nó có đi cặp mé nặng ta. Nó ở khu vực này không? Nó về ẻo một bóng phân mà nó lết cặp mé ghê không? Ba này là cầm lụm con này coi. 2 kg anh ba. Ba. Luôn lắm cũng thiệt luôn nè. Không đã con khổ mà. Lại nè. Lại còn hang vô có lý á, có dấu lết với mày ở đóng phân lại. Này có hang là lụm cấp nó liền à. Không mà đi cái đó đâu có lọt cái nha nào ta. Trời ơi không thì lọt một già. Cái gầy nè, lâu đi chút. Nay cũng cứ gỡ cả tháng không mấy gì. Rồi, anh ba phát hiện cái da ngay rồi anh ba. Ở nước trong đây kỳ trời. Da sáp bự dữ vậy? Da này ký mẻ. Mới lọt nè. Ừ. Sao bữa đó kiếm có trời. Dạ. Đi xuống sao không chú? Hả? Xuống sao? Nằm cặp bà kinh đây nè, nằm bà kinh. Bà kinh này hay gì? Bà kinh mấy anh ta bển á. Bên bển là mà nằm ở góc bên kia hay sao? Cặp đường xuống, chữ T xuống hay sao? Ngày chỗ ghê đây nè. Cái cầu lại đẳng ngay chỗ đất cỏ đúng rồi, ngay chỗ đó cái bờ của đâm làng đồng quanh đó, đâm làng phải không? Đâm làng, bỏ đâm làng lại bờ cũng ruộng trống nữa, có bờ bên đây hay bên kia? Bên bản bên bản kinh bản bên kia phản thấp mà ta. Anh già cậu được thích hồn vậy. Để chút đồng hải mình kiếm nha. Cái bờ đó mình đâu không đi mà theo phải mấy ông đeo được, còn tôi không dám, mà mới rơi luôn cái da, mới rơi luôn à? Dạ bắp tay luôn hả? Hết biết già dạ, gì nè.
Cuối nè. Biết rồi, để nó y chang như ngay dậu cái trứng giữa này, cái trứng giữa nãy tôi nói như vậy. Nè. Ừ, nó có khoảng chặng này nè. Vậy hả? Cái chặng này không, nó tới cỡ chặng này nè. Nhích lên như đây nè. Cắt cỏ một tháng. Ừ, đất coi. Là cái nhà bự hay nhỏ hơn này? Hả? Bự hơn cái này, đã nó cái bể yếm vậy nè, bể yếm vậy nè. À, mà nó bự hơn như cả khoảng vậy nè. À, nếu vậy là cái da sáp nè. Nè. Lọc thêm nữa đây đây. Trời ơi, con này hồi đừng nó tới nha nè. 2kg á. Hết hồn. Đi không? Cùng luôn. Cùng luôn. Thì cái dùng cái này cùng luôn. Chỉ về chuyện trỏ cái dùi trên nè, kẹp xuống. Kẹp xuống mấy cái hàng hàng chục mới. Này hàng chục mới vô hết. Mấy bà kia, em ha, cái cao cao kia, cái chuyện nó rộng quá. Em dòng ở cái bờ này ra ngoài cao kia có. Không phải da cũ lần trước phải không? Da kia, da nước thì nát rồi. Nằm đây vậy? Ừ, ở chỗ này nè. Ôi, được cái chừng dòng dạo này có hang đó. Cái chừng ở dưới cái mé có hang chừng á. Da nước thì nát, biến rồi. Để cho cái da nữa anh em ơi. Gì kỳ vậy ta? Ngay chỗ này luôn nè. Mà chắc ai bán ấy lụm lên đây nè. Đây lụm lên. Lụm giống đây á. Ờ, cái da sáp này trên ký nè. Xa này xa... Lượm luôn. Sáp vàng. Này sáp vàng nha nè. Đây coi chừng có hang đây ha. Đây tiếp tục nè, cái phòng còn lại nha anh em. Cái đuôi đó nè. Trời ơi, con này con sắp vàng nè em ơi. Con này bắt cặp luôn. Phải trong đó không? Cái này cái bọng bơm nước. Cái gì? Cái bọng bơm nước đây. Mà lấy cái da đâu? Đây nè. Có cái hang ngay chỗ đó không? Ừ. Ba ngoại. Trời ơi, về ỉa đóng phân lột da luôn mới chịu à. Đây chừng chừng đó có hang á. Kỹ ra kiếm kỹ ra. Này cái ống bọng ta đặt bằng sổ nước nha. Sổ nước, đây ống bọng, có trong bọng lết không? Trời ơi, nè cái đuôi nè. Bởi vậy. Nói nè. Không ghi nào ngoài đây lắm. Nè. Trời dùi ra, lại lọt bên dưới. Dùi ra đây lọt nè, coi chừng có hang đây á, đang cặp mé đây nè. Không đâu có đâu. Đã đâu có. Hỏi cái da cũ rồi. Đây nè, cái này cũng nè. Ngay chỗ này nè, kiếm coi. Lại, ta lượm, ta dùng nó khúc đó. Ta lượm đây dục nó khúc nè. Nè cái đuôi đầu đây nè nè. Đi rưỡi hả? Trời ơi, gì ta. Trời. Thì cũng tổ cái lỗ ra chà bá. Kiếm từ cặp bờ kinh đi trước có hang. Cái có hang cặp bờ kinh. Thế nó không có hang tổ đây nè. Nè trong đó nó ra đây lọt đi. Nó thở vùi ra đó. Vùi ra hõm nè. Con này lọc cổ mấy bữa rồi. Mấy bữa. Năm 4 năm bữa nay. 4 năm bữa nay nè. Không có hang đây luôn hả? Không hang. Có vậy ta. Vẫn bỏ lắm trong hang để la lọt nè. Bọng mày không à. Thử vùi ra đó, vùi ra lọt luôn đó. Đó. Là tính ra là mình tất cả nè. Trời. Trời ơi. Ra đẩy cái giúp da, đẩy cái đóng phần. Thua. Nó không hang quá. Mà chính xác rồi thằng đó. Cái đầu kinh ngay chỗ cái góc trong giác hả? Ừ. Trên bờ cỏ luôn hả? Nó xài ở dưới mé.
Mé mà ngay chỗ đi ra ngoài cua quẹo đi xuống chút sao không? Khúc. Đi xuống khúc hả? Ừ. Ủa, không đi cái đó đâu có lọt cái nha nào ta? Trời ơi, không được lọt một cái dạ. Cái gầy nè, lâu đi chút. Nay cũng phấn gỡ cả tháng không mấy nhỉ. Ăn không sát còn nhiều lắm. Hoài. Hả? Tiết nắng hoài. Tiết nắng hoài. Đi. Đúng một vòng này nó cùng luôn. Cái cục này, để đứng phân gì kìa. Nó nè. Nó nữa nè. Để. Ừ, thiệt cần luôn á. Thiệt đâu. Cái này đúng mạng lớn ha. Rồi hồi chuột. Đúng. Đang trả nha nè. Mới lọt chưa được từng lễ mà tức quá tức rồi. Đúng rồi, kinh rút nó lại luôn xuống cái cặp bờ kinh nè. À. Đi tới rồi. Dấu sao? Không ngồi cái dấu nó bậy nghe. Dấu luôn rồi. Dấu này bóng hơn. Mày ra đây. Dấu này bóng lắm. Dấu này bóng lắm. Này cũng bóng này chứ giỡn à. Dấu này bóng. Nam nó chuyển đây dắt luôn. Chứ gì con sâu lên nó ăn từ dưới ăn lên không? Ừ, ăn dưới lên bọng rồi. Rộng không? Hang vô đây ha, nằm đây. Còn hang thế này. Hử? Cái hang này nó. Có gì đây anh ba? Cái già đó hôm nếu mà em bước qua đó là em thấy cái già nó mới lọt luôn đó. Bữa đi thăm đọt á. Mình đi nó thăm mấy trận nha. Bữa hai anh em đi thăm á. Mấy ngày, 2 ngày, 3 ngày. 3 ngày rồi. Ngày này. À, cái dấu đi vô nè. Vô bất kỳ. Nó vô đây cũng có. Thế là miếng anh đặt. Đất dẻo. Đất dẻo mà. Dẻo là coi dấu ấy không biết. Đất dẻo mà cái dấu vậy nè. Lụm cấp thôi, coi lụm cấp không. Ôi. Coi anh đặt ngạch, giờ coi ra coi ngạch. Vô, vô vô không? Lụm bên đây. Hả? Lụm. Lụm vậy? Lụm. Nè, cái dấu này mới đẹp nè. Dấu này nó rắn mới vô nè. Vô bóng cực kỳ. Cái dấu này anh em ơi. Nè. Dấu này quá đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Lụm đó. Này nó đi cặp máy kinh. Lên này xuống lên. Lên nó đây thì cũng vòng vòng đây à. Trời ơi cục đất đất cái gì bóng kè luôn như cục kè đó anh em ơi. Anh đang lụm ở nhà anh em rồi gió dữ lắm nó vô rồi nó bóng cực kỳ nó bóng thầm lắm qua qua đây qua ngồi đây qua ngồi đây đợi được không qua kinh qua cái gì nhau khả năng lụm anh em này sát cái kinh luôn. Còn bả nó quăng qua bên xéo rồi nó xéo xéo qua anh Trần ơi nó đây dừng lại lên ta nó này dài rau kiếm kiếm nè kiếm vòng vòng đó kỹ nha
ăn ra rồi. Trời ơi, từ bên. Ừ, rồi đẩy một bên kìa. Còn quay luôn hết, còn vòng luôn ơi. Tiếng cách căng thẳng như sau là có lý lắm nha. Có cắm không? Cắm vô mới lý lắm à. Sáng rồi cột thằng. Đèn đêm. Trời ơi, cột thằng. Anh được cái, coi đi, tìm ghế mẹ như này. Cái cục này đó, cái cục đó. Không còn đi không? Thì cười kỹ nha, sát mé nha. Vô đẹp hơn, còn đẹp thì chỉ kiếm ngắt, biết chắc. Còn đi qua không? Hả? Còn không. Đi cái cây. Nhìn lại. Đi tiếp hay gì vậy? Trên cũng bạc thăm đây chứ. Đúng rồi, tiếp rồi đi tiếp. Ấy xong ấy cái cặp mé rồi. Ngã vô đây. Bên kia trống chưa? Trống rồi, trống. Ngã ngã. Mấy sắc mé rồi này mà. Lúc này nước rút quá, cái thường rắn nó xuồng xuống cặp cái máy kinh đây để nó kiếm thức ăn, cái đó những cái hốc bọng, những cái hang cua rồi nó chui cao, nó chui vô hết luôn. Cái thằng này kiếm ở đây nó mới ấy nhiều, còn ở trên ruộng bây giờ khô quá hết ở đây qua luôn á. Ừ, bạn đang đào bên đó qua tới đây, qua tới đây anh luôn. Không thấy được hả? Chưa thấy được. Cây rồi. Đây nè. Đúng rồi. Sống bên đây nè, từ từ kìa anh ba. Đi không? Hang đâu? Bóng. Đây là xuống tay à? Cái đường ảnh luôn á. Tay tay. Xuống tay. Đây chưa chưa chưa. Chưa đi qua bạn. Tới lần này. Nè đó. Tới. Tới gì tới nè. Đó. Thấy gì được. Được không? Được không? Nè bạn này. Bỏ. Bỏ tới luôn. Chưa chưa chưa. Các bạn ơi đây vô. Anh bị cặp mé không biết ghê đào để đẩy người mé kinh kinh. Ồ, cái lỗ nhồi này chết luôn rồi, nó đâm cái thần rồi gì. Lép luôn chúng ta. Còn đi vô. Còn. Thế thùng. Thế gì? Đập quá. Chắc mé. Kì. Tại chắc bên anh ấy nó lỗ quá nè. À, đi thẳng vô ngon á. Ừ. Thẳng tới. Còn luôn. Cái kỳ vậy trời. Nó mới chẳng mới giờ đi trời. Ghê quá, nó đã thằng mẹ nó ở đây biết đúng chứ.
Sao con Vinh tưởng thấy nó. Sao? Cũng rồi. Cái đâu trời. Cũng ghê luôn, cái giống hết nói thiệt chứ. Mà đi hai bữa trước gặp nó chắc. Nó quẩn. Ừ. Nó quẩn đây. Con đầu tiên ba lần xả qua này vậy. Vậy đi kiếm tiếp. Kiếm dọc cái kênh tiếp bên đây. Mấy con hàng vô. Ờ cái đuôi nó còn 2 kg. Nghe vậy? Mà nghe chỗ nào vậy? Có hang không? Hả? Con già này tầm khoảng 2 kg thế già này. Vâng. Hả? Hang già anh hả? À. Giờ đa số giờ nó ruộng nó tập trung một kinh hết. Kinh sắc mé này có nước á. Thì bởi vậy, phải kiếm kỹ nè. Phân dạ này nè. Hát rồi ở đất à. Dạ lọt. Dạ lọt. Phân ị dấu vết tùm lum tùm la mà kiếm không thấy. Mình ở đâu sư rồi. Nghe đó. Nghe. Mũi nào muốn ngấy cái đùi đó nè. Đùi không? Cũ hả? Ừ. Cũ rồi. Cũ rồi. Anh về nhà anh có bắt đuôi nè. Anh đâu ở dưới kìa. 7 dưới 8 đâu. Có hàng dưới mà có hàng chĩa lên cái là lụm á. Thủ chứ phá rồi. Hả? Ta này thủ dưới hang nằm trong bọng. Phải không? Thấy tỉ cần rồi. Tiếp tục anh em ơi. Nó giống nó lết cặp mé nữa. Chưa phát hiện hàng. Này dành nhỏ dành bự sáp rồi ra kinh hết. Có đó, có bắt tay một chút. Mình luôn nó đập. Mẹ chi. Này thì nhắm vô. Sao anh ba? Người lũng lót rồi không dùi vô. Nó dùi vô hả? Này là có hàng là có dấu anh đâu. Đau. Lại đúc đầu. Ba mệt rồi đó. Thank you.
Đây có dùi. Đây dùi hả? Đây sếp đây có dùi hả? Đây có dùi. Hả? Có dùi. Có dùi. Đây có dùi nè. Đất sếp này có dùi. Mấy cái dùi đi đâu nó không? Cũng mà trời ơi, dữ vậy. Dùi, tay tưởng đồ hết mà đi tiếp nè. Dùi, dùi không à? Dùi không à? Sướp là con sức mình. Hả? Này giờ anh với sáp nó vô. Rồi. Dùi. Hả? Tới tới không ạ? Ừ, dùi tới 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 rồi. Có dấu mà chắc cát không nhỉ? Bụi rồi sao? Đừng đi qua ngoài kênh luôn á. Nè, đặt cái luôn á, chúng lắc lại đi. Dùi. Đất này sớm không à? Dùi. Gì cùng hay vậy? Ờ còn đi nữa. Bình hết tay bình đây, bình đi à, đi qua gò tre đó. Gò tre. Sọc ngách luôn. Coi đây, trổ không? Hồi hộp quá anh em ạ. Đi xa đông lạnh tới. Sợ quá trời. À trời, nổi hết. Út lên. Tới đây luôn nè. Tới đây, tới đây, tới đây. Mới nhát hả? Mới thấy cái đuôi. Mới thấy đuôi hả? Con đang gì? Cái đuôi mà không chưa biết nó gì. Cái đuôi. Ê ok nha anh em. Phát hiện nó này nha. Đợi vô đi. Cái đuôi này. Sáp hả? Sáp hả? Sáp ơi. Hả? Đuôi sáp đó. Cái đuôi sáp. Sáp không? Ừ. Ok anh em ơi. Lắm luôn. Cục cũng lắm luôn rồi. Coi nó bự không nha anh em. Ừ sáng giờ mẹ lăn xả với nó rồi.
nó gì vậy đâu thấy nó không? Mật rồi. Rồi xe rồi. Xe rồi. Vô vào nó đi. Tổ là kinh luôn. Vui không mà tự quay sao nó vui không? Hàng chín ăn vui. Mật nữa phải không? Mới bắt rồi đây. Bảnh. Nó có lối đưa nè, còn lối cái đuôi nào, còn lối đưa nè. Đào lại vô đi. Đào lẻ lên. Đào lẻ đi. Con cái bụi teo mà. Tổ này bỏ tay á. Rút bắt rồi đó. Đâu tới. Tới đi. Có đuôi đó. Còn luôn. Có chừng tổ luôn nữa trời ơi. Ê, để lúc của mình kia lại. Hiện. Chặn lại. Phản mày. Mày. Nghe mà. Hết phản rồi. Hết phản rồi. Anh nó vô luôn rồi. Ra cho ra ngoài kéo lại chặn nó. Vô đâu mà tới chứ nó ngoan. Kéo cây ra ngoài chút, Ừ, chà phá luôn. Ngồi cái đuôi kỳ vậy. Vậy. Tật quyền tùm lum vậy. Cóc kìa. Trời ơi, bự nha anh em ơi. Ê. Thôi, các bạn hết. Quá sướng. Cái này Kenya này con này nhỏ, con này tầm khoảng trận nó tầm khoảng ký mốc lại, không phải dao bên kia. Đâu phải. Con này này. Cái da vàng dữ lắm. Hả? Con này tầm khoảng ký mốc không bự. À, cái da nó bên đây, con này nó bị tật nha. Bị tật quắm sinh này vậy. Đùi tật. À, làm nó trận. Đùi nè. Đùi nhìn cái đùi kỳ luôn. Ok anh em ơi. Xả sáng giờ mới lụm được này. Sáng giờ nè. Con này con nhỏ. Nhỏ. Cái con kia nó gọc bự lắm. Kìa chà bá luôn kìa. Con kia nào đang ăn cái này chừng khoảng ký mốt như vậy, ký mốt cái ai đâu lại. Ký. Hả? Ký hả? Ký. Dạ, ký hả? Ở cái đuôi. Quýnh lộn mà nhỏ. Đuôi ký trời. Này bị chuột cắn rồi nè. Nè. Kì đó. À. Cục ai biết. Cục đuôi nữa nè. Cục đuôi nè. Có tật có tài. Trốn hả mày? Ừ. Con sắp vàng anh em ơi, sàn vàng chị xíu. Cái con kia vàng tươi à. Kia bự hơn cái vàng tươi là bự. Vô đi. Kia bự dữ lắm. Đặt hỏng không được nay la lọc da con hả? Ừ. Kia kìa bên. Còn ngắt nữa phải không? Cái con đầu tiên anh em ơi, còn ngắt nữa. Cái nhát rơm mà. Nhát rơm. Đào hang nhát gì là không gì sợ là ngắt. Có một cặp á, rồi mình sẽ đặt hết cáo luôn. Ừ. Quá chú ơi. Bây giờ trốn. Anh nhập đây à? Anh nhập năm một nắm cỏ. Có nắm cỏ có hàng. Mùi không. Nữa. Không còn nữa. Đâu biết được. Con màu anh em ơi. Rồi ok, cân nha. Cân nha. Cân. Cân. Chắc cây mang khổ. Ký khỏe. Trời ơi, một ký còn 9 lần rưỡi. Nó còn ký hẹp chứ. Bà nó nhiệt như thần. Rồi, này 9 rưỡi ra anh em ơi. Ốm, này ốm. Này chắc đẻ rồi quá. Tình hình là một cái con vợ tầm khoảng ký 8 với còn một cái con hồi sáp ra ký rưỡi vẫn chưa tìm được.
Bây giờ mới bắt được con 9.5 gram. Bằng người này từ đây tới chiều luôn em ơi. Cái con hổ dạ nó là nó lọc ra bờ không dây da cũ. Bờ lên nó lên. Rồi, hai cái bờ là hai con sáp nó với con dạ nó lên cái bờ này luôn rồi. Trước cái nó nằm trong cái bờ nhỏ lúc mà còn lúa anh em. Còn lúa bây giờ hết cắt lúa rồi. Cái con sáp này có chừng sáp nhỏ hổm nó lọt đó mình lên đây nó lên đây nè. Ừ, con sáp nhỏ. Hổm đen mún mà. Đen nữa hả? Con hổm đen mún mà. Con khác này anh em ơi. Con hổm đen mún. Một chút ra cái bờ gì ta? Cái bờ ngay chỗ nó trồng cái gì đó là nó phát hiện cái da còn bự hơn nữa. Chú hồi nãy không chị? Chút đi ra đây nè, có cái bà lan gì đó. Này. Nằm ở đây luôn, mà cái bà lan lại nó cầm dao hơn mình bự hơn đúng không? Nó mà. Cái da lắng 2 kg. Tưởng nó là cái đồ mình đưa cái da nãy mà ông nói là bự hơn cái đó phân nửa vậy đó. Cặp đây đi ra luôn hay sao? Cặp đây đi ra luôn ạ. À. Đợi miếng nữa xíu anh em mình đi tiếp anh em ơi. Cái bà này thì có lý rồi đó. Tôi tiếp tục kiếm cái khu vực này. Đó, đợt trước cái khu vực đó anh em ơi, mình bắt hai con sáp ngay cho cái bờ nhỏ này nè. Bờ nhỏ xíu giờ mà nó có nguyên một cặp sáp luôn. Khi mà xúc lúa nó chạy vô mấy cái bờ này á. Giờ mình tìm cái khu vực bờ kinh. Bữa mình có kiếm khu vực bờ kinh mà kiếm không có kỹ. Bữa nay thấy nhiều da lọt ra phải kiếm kỹ. Đa số bây giờ tháng nắng này nè nó sẽ tập trung qua ngoài kinh anh em ơi. Rồi để uống nước còn ở trên ruộng thì bây giờ hết nước rồi. Nó phải tập trung vào kinh nước và nó ở đây luôn. Nói chung là cái bờ kinh này mà có hang có dấu là tương lai bắt được cao dữ lắm. Chưa rồi, có cái rồi. Lên chưa? Mất luôn rồi. Nè có lấy đuôi nè, đâu tới nè. Cái đuôi nè. Ê con sáp nha nè, trời ơi nằm vô hang trần luôn. Ồ lội đây nè.